Nước hả cưng? Dạ không, cô cho con hỏi là có Thiên ở đây không cô? Thiên hả? Dạ. Ủa? Con kiếm Thiên hả? Dạ. Kiếm chi vậy? Con là gì của Thiên vậy? Bộ người yêu của Thiên hả? Dạ không, thật ra con là người rất là quan tâm đến những mối quan hệ xung quanh của ảnh. Con tới đây để tìm ảnh. Thiên, nhưng mà tìm có chuyện gì không? À, con muốn nói với cô là thực ra con biết chuyện của anh Thiên. Con biết cái gì về nó mà con nói là con biết chuyện về anh Thiên? Biết nhiều lắm chứ cô. Nè, Thiên với Hường là yêu nhau. Thiên rất là yêu Hường và đang muốn đám cưới với Hường. Còn con, không ai yêu con nên con căm hận ảnh. Trời ơi chết rồi. Con bộ con là người yêu của anh Thiên hả? Cô không cần quan tâm. Cô kêu anh ra đây liền cho con. Con ơi, con bình tĩnh. Hả? Trời ơi, vậy là con tính là dùng dây thừng trói thằng Thiên với con Hường. Rồi lấy sầu riêng chà nát mặt hai đứa nó luôn hả? Không, ngon sao làm vậy cô? Lỡ người ta bị thương, giám định thương tật, cái nuôi suốt đời làm sao? Cái này con hù thôi à. Thôi bây giờ hết sức bình tĩnh nha, cô nói con nghe nè. Tại vì đây là cái chỗ buôn bán của cô đúng không? Mà mục đích của con đến đây là để con đánh ghen, con bắt ghen đúng không? Mà nhiều khi con kềm chế cảm xúc không được, cái rồi cái con làm thiệt, con trói thiệt rồi con chà mặt nó thiệt là chết cô. Mà chỗ này cô buôn bán thôi đi ra gì? Không có Thiên, không có Hường nào đây. Rồi xong. Anh Thiên. Vậy? Tôi cấm anh yêu Hường. Ủa cái gì? Ủa cô làm gì vậy? Cô là ai tự nhiên vô đây nói gì? Ủa ai vậy cô? Mày á, đi ăn chơi mà còn không nhớ cái người mình đi ăn chơi nữa. Ủa cái gì vậy trời? Ủa cô? Bây giờ hai người nè, có tình ý với nhau, yêu đương nhau ở chỗ nào tôi không cần biết, đi ra ngoài nói chuyện đi, đừng có ở quán của tôi, nó mệt quá à. Sầm này ra đó, sầu riêng này ra đế nè. Cô để giải quyết. Ủa cô, cái gì cô nói vậy? Tôi không hiểu gì hết. Cái gì mà không hiểu? Cô là... Rồi. Cô quán bia ôm đúng không? Trời đất ơi, mày đi tới chỗ đó nữa hả? Trời ơi. Dạ không phải, cô Lan, cô nghe con nói nè. Tại vì con vô đó con chỉ có ký hợp đồng thôi chứ không có gì hết. Rồi, tôi hiểu rồi. Anh bia ôm nữa hả? Tôi hiểu rồi. Đây. Hả? Lấy luôn đi. Coi như cái này là tôi bo cho cô. Trời ơi, anh nghĩ sao vậy? Anh nghĩ tôi rẻ mạt vậy hả? Anh đưa nhiêu đây anh muốn giải quyết tôi hả? Cô giúp con đi chứ để Hường biết. Rồi, bây giờ vậy nè con. Con ngồi con bình tĩnh ngồi nghe cô nói. Bây giờ vậy nè con. Thằng này là một cái thằng không ra gì ha, con đừng có nuối tiếc nó. Nó không phải chỉ có mình ên con đâu. Trời đất ơi, nó nhiều lắm. Tao nói nó hằng hà sa số, nó rơi rớt ở ngoài đường ngoài lắm đấy. Không có, con đâu có mày vậy. Mày đánh liền. Trời ơi, vậy nữa hả con? Nó vậy đó, con đừng có tiếc nuối nó làm cái gì. Trời ơi, cô nói thiệt. Trời ơi, tội nghiệp Hường quá vậy. Trời ơi, sao con nhân hậu vậy? Tình địch của con mà con lại còn xót thương cho con Hường nữa hả? Bởi vì cô nói nè, với một con người như con đó, con đừng có tiếc nuối cái thằng này. Cỡ con đó, rất nhiều những người xứng đáng hơn. Cô sẽ là người giới thiệu cho con. Con yên tâm điều đó đi, con bỏ thằng này đi. Cô hiểu lầm rồi. Con đến đây đâu phải tại vì cha này đâu. Ủa vậy con không tại vì nó. Con đến con tìm nó làm gì? Con không có cần ổng, con cần Hường. Ủa là sao? Con yêu Hường mà. Hai người đã biết hoàn cảnh tôi rồi đó. Bây giờ tôi quyết định rồi. Tôi không muốn sống trên cõi đời ô trọc này nữa. Đấy. Tôi phải đi tu. Khoan nào. Nè nói nghe nè. Mình lớn rồi. Mình làm cái gì cũng phải suy nghĩ cho cặn kẽ. Chứ bây giờ chỉ vì một người phụ nữ thôi mà bỏ hết tất cả để đi tu sao? Đúng đáng rồi. Không? Đâu có đen đâu. Ở ngoài kia còn bao nhiêu là gái đẹp. Phải suy nghĩ, mình phải tận hưởng từng em một chứ. Đúng. Tự nhiên đi tu phi cái gì? Hai người làm sao biết được cái tình yêu nó như thế nào? Tình yêu là một cái gì đó rất kinh khủng, không thể diễn tả bằng lời được, hiểu không? Tôi quyết định rồi. Đây, phần tài sản còn lại của tôi đó. Rồi cái gì mà giấy tờ đất đai nè? Chính xác. Giấy tờ đất đai rồi đưa cho tôi luôn á. Chứ còn gì nữa, tôi đi tu rồi. Tôi đâu cần mấy thứ đó để làm gì. Tôi giữ cho. Mày giữ sao được? Đợi tôi. Ôi nãy chính tay anh đưa cho tao mà. Không biết là đưa cho hai đứa mình chia nhau ra giữ chứ xem nữa. Mày mắc cười quá, bây giờ tao có nhà có cửa. Ít nhất là tao có cái két sắt.
tao sẽ giữ hết cái đống giấy tờ này tao bỏ vô trong. Thì bởi vì ông có cái nhà có cửa nào thì cái nhà cửa này phải để cho tôi để cho tôi ổn định chứ. Mày biết không quá nhưng mà vậy nó sẽ không an toàn. Mày đưa cho mày tao đưa mà. Ôi mà chỉ vì một miếng ăn mà huynh đệ sâu xé nhau quá. Ta có quyết định như vậy. Ta không đi tu nữa. Bậy anh. Bậy khùng quá. Nói nghe. Ghét nhất đèn ông nèo mà nấu hai lời á. Kêu đi tu là phải đi tu đi. Không đi tu. Không đi tu. Không muốn đi tu đúng không? Đó. Nếu đi tu là cho hai đứa bay phải sâu xé nhau thì ta không thích. Bởi vì tụi em cố tình tụi em vậy đó. Để cho anh thấy là cái chuyện mà đi tu là cái chuyện đừng nên làm. Em nói anh, cuộc đời còn bao nhiêu gái đẹp đúng không? Cùng lắm á, nếu như anh thích anh chỉ cần gật đầu một cái em sẵn sàng giới thiệu cho anh một chục cô gái còn đẹp hơn Hương nữa. Sao tôi phải lật qua lật lại như bánh tráng vậy mày? Tôi quen nhiều gái đẹp lắm được rồi chú. Nhưng mà có giống như Hương không? Bây giờ cái tiêu chí của ông là cái gì? Ông cứ nấu ra đi tôi kiếm cho, thiếu gì? Giống Hương hả? Chắc khó lắm. Giống Hương thì phải là một người phụ nữ lúc nào cũng căng thẳng. Lúc nào cũng căng thẳng. Dữ dội. Dữ vào. Dữ với cả chính tôi. Dữ. Hà hiếp tôi. Hà hiếp luôn hả? Cứ mỗi lần mà thấy tôi là lúc nào cũng chì chiết, la hét và bỏ chạy để tôi rượt theo. Làm sao kiếm được người phụ nữ đó? Tôi không có yêu Thiên. Tôi yêu Hương mà. Ông hết hồn, cái mặt ông lúc đó y chang như bà lúc này luôn á. Trời ơi, mắc cười gì đâu. Sướng thiệt mày ơi. Tôi nói thật cảm ơn mày nhiều nha. Từ lúc đó ông tưởng đâu bây giờ ông tưởng tao là mê gái rồi. Cho nên là ông không có phe vãn cho tao nữa. Trời ơi, bạn tốt quá. Chứ làm sao. Ê, mà sao nghĩ ra cái cách gì mà thấy ghê quá vậy? Tao nghĩ nhiều cách lắm rồi mà không thể nào đuổi thằng cha nó đi được. Trời ơi, cái gì mà kêu đi về quê đi, không chịu mà cứ đu đeo tao hoài, tao ghét luôn á. Hồi đầu đâu có ghét dữ vậy đâu, cũng bạn bè chơi với nhau mà. Mà từ cái hồi ông ngay cái vụ đó là ghét luôn tới bây giờ đó. Bởi vậy, nhưng mà thấy cũng tội. Ê, lỡ như á, mà ông yêu bà quá đó rồi ông đi tự tử hay là đi tu rồi làm sao bà? Thôi có là mẹ ơi, tao xua đuổi hắt hủi vậy thôi. Chứ tao cũng có theo dõi mà, tao thấy biểu hiện bình thường, không có cái gì nguy hiểm hết á. Đừng có lo. Cũng có tâm quá ha. Gì Tú? Chết rồi. Anh Thiên, anh cứ hỏi em ở đâu có bác sĩ thẩm mỹ đẹp hoài à? Ủa chi vậy, ông đưa ai đi thẩm mỹ hả? Không có, anh đi thẩm mỹ. Hả? Anh Thiên đi thẩm mỹ? Ừ. Thôi được rồi, ông này chịu đầu tư ghê nghe. Ê, vậy là bị tao bỏ. Xong rồi bây giờ thất tình quá cái khùng luôn rồi. À, bây giờ muốn tân trang nhan sắc, đi về quê lấy vợ. Đúng rồi. Đó, không có. Tân trang nhan sắc là có, nhưng mà không phải về quê lấy vợ. Chứ làm gì? Mà là lấy chồng. Hả? Anh Thiên anh nói, từ lúc phát hiện chị thích con gái, cho nên anh quyết định là anh thay đổi, anh chuyển giới thành con gái luôn, để cho chị yêu. Trời ơi, chị không hiểu là anh Thiên mê chị một cách cuồng nhiệt hay sao á. Hương ơi, tới rồi. Hương ơi. Ủa con Nguyễn mà mới dự định mà chưa có đi làm. Hương, Phật làm con gái chưa một lần yêu ai, nhìn về tương lai anh chỉ yêu con một mình Hương. Hương ơi, anh tới với em đây. Hương ơi, em muốn sao? Anh tới với em nè Hương. Thôi đi. Thôi gì? Trả lại bình thường đi. Không trả lại được. Bởi vì bắt đầu từ giây phút này anh phải giống như vậy để em có thể yêu anh. Không, anh đừng có bị khùng. Sao bị khùng? Của anh nó là cái gì tôi cũng không yêu anh hết trơn á. Sao vậy được? Đây nè. Đừng bỏ đi. Đừng bỏ đi. Em muốn gì? Em muốn gì? Em muốn sao? Em đi đâu nè, vậy? Tôi giới thiệu cho anh biết nha. Đây nè, em mới là người yêu của tôi nè. Người yêu Hương? Cái gì? Em thích người con gái có cái gu y chang vậy đúng không? Đúng rồi. Được rồi, được rồi. Anh sẽ làm cho em coi được rồi. Anh sẽ gọt, giũa, cắt, bóc, mắt, khửi, móc để giống y chang con gái này. Để giống y chang này. Chỗ nào cần anh sẽ thêm vô. Chỗ nào không cần anh sẽ cắt đi. Mày, Tú ơi, mày giúp ta đi Tú. Thôi thôi, không để tôi yên đi, tôi xuống bán quán cà phê. Hương. Trời ơi, cái gì vậy? Hương ơi. Đó, tỉnh lại giùm tôi cái đi anh Thiên. Anh không tỉnh được. Nè, bây giờ chúng ta là chị em rồi. Ngồi đi, cho chế tâm sự tí coi. Nha, hết sức bình tĩnh. Mày qua đi. Sao? Hả? Gì? Hương thích mặc đồ gì đúng không?
được rồi, tôi sẽ về tôi sẽ xé ra cho. Rồi tôi sẽ để tóc dài, rồi tôi sẽ gọt giũa, sẽ vi lai. Và lúc đó Hương sẽ ở bên tôi. Hương, hãy đến đi, hãy đến với anh đêm này. Trời ơi, lại ông đi. Mình tỉnh lại tôi cái đấy ông bị khùng hả? Bị khùng gì? Anh không biết gì hết. Biết nữa. Cuối cùng anh chỉ biết được ở bên em. Phật làm con gái chưa một lần yêu. Bà gây ra rồi, từ từ giải quyết đi nha. Tôi đi, thấy ghê quá à. Ê, nè, đừng bỏ tao à. Hương, em muốn anh làm con gái để em có thể yêu con gái thì được. Anh sẽ trở thành con gái và tới tới em. Vừa yêu luôn bên ta, càng khi ta khó khăn nhất, vừa luôn luôn thương ta, chăm sóc ta bao điều. Lục lời tin nhắn, mọc túi từng xu nè, nào thì cha xét như hoàng thư. Em mà, vừa yêu của anh ơi, em là tình yêu của anh đó, cùng nhau ta đi chung qua bao chặng đường dài. Mãi mãi hoa của nhau, nguyện cùng bên nhau nhà vợ tình yêu. Vợ của anh.